Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với đường ngõ thực tế trước nhà được 2m, cách với lại đường ô tô chỉ 20m. Kia là đường ô tô, đây là ngôi nhà. Với căn nhà này, giá bán hiện tại rất rất là rẻ và hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Nhà này thì xây dựng năm 2022 mọi người nhé. Và chủ nhà thì mua để ở nhưng mà lại không có nhu cầu ở nữa và có nhờ bên Nhà Tốt bán. Thì hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị với hướng nhà là hướng Tây Nam. Diện tích của ngôi nhà 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo cung đường sắt trên cao hoặc là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, nói chung là ok. Thiết kế của ngôi nhà mặt tiền hơn 4m. Phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ. Gỗ kính, rồi là cái phần mặt tiền của ngôi nhà rộng cho nên là thiết kế được ở đây cho quý vị là thêm một cửa sổ nữa, tương đối là rộng và thoáng, thiết kế chỉnh chu đầy đủ. Thực ra thì căn nhà này chủ nhà mua năm 2022 và chưa ở đâu mọi người ạ, cho nên nếu như tính thì nó là nhà nó vẫn là mới tinh. Đó, được xây dựng năm 2022 thì bây giờ là 2024, nhà mới tinh quý vị nhé. Thiết kế phòng khách này, phòng bếp này. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế ở đây là cục gỗ. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp ốp đá granite. Rồi phụ kiện chậu rửa là về ở ngay. Nói chung nhà vẫn rất là mới mọi người ạ, nó chỉ ở bên ngoài nó chỉ bạc tí màu sơn thôi. Còn đâu thì bên trong vẫn y nguyên. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng. Ở phía dưới tầng 1 đầy đủ bồn cầu và xịt vòi rửa, máy bơm, hệ thống máy bơm nước lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với căn nhà này, chủ nhà đang chào bán là 2 tỷ bao toàn bộ phí thuế cho quý vị. Và giá bán cứng luôn nha quý vị. Đó, cho nên là có như nào em sẽ chia sẻ luôn cho mọi người. Tay vịn cầu thang thì thiết kế là gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách ở đây là vách gỗ cho mọi người nhé. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Nói chung nhà có sao thì em sẽ quay và review từ trước đến giờ. Tất cả các video đều như thế cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm về kênh Nhà Tốt đúng không ạ? Luôn truyền tải những thông tin, những thông điệp tốt nhất về những cái căn nhà có sao thì quay review cho quý vị như vậy. Giá bán chuẩn chỉnh, hướng nhà rồi vị trí, những cái tiện ích cơ sở vật chất xung quanh là đều chia sẻ cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm để có thể chọn lựa Nhà Tốt là nơi tìm cho mình những cái ngôi nhà, những tổ ấm nhá. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, một phòng ngủ rất rộng sử dụng ở đây. Hướng nhà là hướng Tây Nam, quý vị nào đang hợp hướng Tây Nam, tầm tài chính vừa phải thì có thể tham khảo ngôi nhà này. Căn nhà này thì chủ nhà cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh rõ ràng mọi người nhé. Với phần cửa sổ chủ nhà cũng thiết kế hai lớp đầy đủ cho quý vị, hai lớp cửa. Đó. Tất cả các phòng ngủ thì thiết kế trần thường, không thiết kế trần thạch cao. Trong phòng ngủ thì thiết kế màu sơn nhạt màu vàng, rồi là gạch nát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Quan trọng giá bán, quan trọng vị trí. Căn nhà này giá rẻ thì nó chỉ có như thế thôi. Và cái cung đường thì tất nhiên nó không thể quá phần trung tâm được, nó sẽ phù hợp cho quý vị nào, đối tượng nào đi làm xung quanh căn nhà thôi. Cho nên quý vị cứ chia sẻ trực tiếp với lại bên Nhà Tốt Ngọc Ánh để được tư vấn trước khi đi xem nhà nhé. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở bên ngoài, tầng 2. Phần phòng vệ sinh đây, đầy đủ về bồn cầu và xịt máy bơm, cũng như là nó tóm lại máy bơm thì để ở bên dưới rồi. Quạt hút mùi, ở phần tầng 2 này thì chủ nhà ốp 2/3 gạch lên trên tới trần. Hệ thống sen cây tắm, nói chung là đầy đủ. Rồi là cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây mọi người ạ. Đó. Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng tương tự như tầng 2 mọi người nhé. Cũng cùng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đó. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh đầy đủ công năng cho quý vị. Phòng ngủ tương đối là rộng, thoáng. Đó. Căn nhà này thì hướng Tây Nam, đằng trước cũng không có mặt chắn cho nên rất là thoáng. Tiện ích chợ trường phường trạm xung quanh đầy đủ cho quý vị sử dụng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Nói tóm lại là nhà thì xây năm 2022 nhưng mà chủ nhà chưa về ở cho nên nó cũng vẫn là còn như mới, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 tương tự như tầng 2. Đây, đầy đủ thế.
trong phòng vệ sinh thì đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng và đầy đủ quạt hút mùi, ống chờ, đầu chờ, bình nóng lạnh. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 4 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy thoáng cũng như ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang. Rồi tầng 4 thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng. Phòng này có thể làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Như vậy, lên trên thế thực tế tầng 4 là tổng của căn nhà này là có 3 phòng riêng mọi người ạ. Đó. Tất cả các phòng đều được thiết kế là cửa gỗ và phần bên cạnh là sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Nói chung rộng, thoáng, hợp lý, giá bán 2 tỷ. Sổ sách chuẩn chỉnh rõ ràng, có trợ vay vốn ngân hàng. Cho nên quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.